Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhật Bản Việt Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử cầu thủ Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1992 tại Chí Linh, Hải Dương, là một cầu thủ bóng đá Việt Kiều hiện đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Than Quảng Ninh tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V-League và đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền vệ công và tiền đạo. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Mạc Hồng Quân, ngày sinh 1 tháng 1 năm 1992, nơi sinh Chí Linh, Hải Dương, chiều cao 1m80, vị trí tiền vệ, tiền đạo. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Than Quảng Ninh, số áo 17. Câu lạc bộ trẻ, năm 2000 đến năm 2007 thi đấu cho câu lạc bộ Tachon, năm 2007 đến năm 2011 thi đấu cho câu lạc bộ AC Sparta. Câu lạc bộ chuyên nghiệp, năm 2011 đến năm 2012 thi đấu cho câu lạc bộ AC Sparta. Năm 2013 đến năm 2014 thi đấu cho câu lạc bộ Lam Sơn Thanh Hóa. Năm 2014 thi đấu cho câu lạc bộ Hùng Vương An Giang và Quảng Nam. Năm 2015 tới nay thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Về đội tuyển quốc gia, năm 2012 đến năm 2015 thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Năm 2013 đến nay thi đấu cho câu lạc bộ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Về sự nghiệp cầu thủ, Mạc Hồng Quân sinh ra ở Việt Nam nhưng đã cùng gia đình định cư ở Cộng hòa Séc từ năm 2000. Hồng Quân từng tham gia luyện tập và chơi bóng tại câu lạc bộ Tacho. Đến năm 15 tuổi, Quân được Sparta phát hiện và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Mùa giải 2011-2012, Mạc Hồng Quân đã được đôn lên thi đấu trong đội hình của Sparta tại giải hạng 2. Sau màn trình diễn trong màu áo của U22 Việt Nam, Hồng Quân chuyển về Thanh Hóa theo hợp đồng cho mượn 3 tháng từ câu lạc bộ Sparta. Anh bắt đầu khoác áo của câu lạc bộ xứ Thanh và thi đấu tại V-League từ giai đoạn 2 của mùa giải 2013. Tuy vậy, trong một cuộc phỏng vấn, một thành viên ban huấn luyện câu lạc bộ Thanh Hóa tiết lộ hợp đồng giữa tiền đạo Việt Kiều và Sparta đã kết thúc, cũng có nghĩa Hồng Quân chính thức trở thành cầu thủ tự do. Ngày 16 tháng 6 năm 2013, tại vòng 12 V-League, Hồng Quân lần đầu tiên thi đấu tại V-League trong trận gặp Đồng Nai. Mặc dù có nhiều đường truyền kiến tạo cho đồng đội, trong đó có một lần anh đưa bóng vào lưới nhưng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn phải nhận thất bại 2-1 trên sân Đồng Nai. Ngày 7 tháng 7, sau 3 trận không ghi bàn kể từ khi đầu Quân cho Thanh Hóa, anh đã có bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ trong trận thắng 4-2 trước Kiên Giang tại vòng 15 V-League. Về sự nghiệp quốc tế, tháng 6 năm 2012, anh cùng với một cầu thủ Việt Kiều khác là tiền vệ Nguyễn Thanh Giang được huấn luyện viên Mai Đức Chung trong những ngày tập luyện tập huấn tại châu Âu phát hiện. Với tư cách một thành viên của hội đồng huấn luyện quốc gia, ông đã giới thiệu hai cầu thủ Việt Kiều trẻ tuổi này với VFF và hai người đã được gọi vào đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho dòng lại U22 châu Á tại Myanmar. Trước thềm giải đấu, Hồng Quân đã có hai trận đấu giao hữu tại Thái Lan và anh đã ghi được một bàn trong trận giao hữu thắng U22 Maldives tại giải đấu chính thức. Mặc dù U22 Việt Nam thất bại nhưng Hồng Quân vẫn có 3 lần lập công và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, anh có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển U23 Việt Nam gặp câu lạc bộ Kimasa Aten trên sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, trước hàng thủ của đội bóng đến từ Nhật Bản, anh không thể hiện được nhiều và bị thay ra ở phút 66. 5 ngày sau đó, anh cùng các đồng đội có trận thắng 2-0 trước U23 Myanmar trên sân Thống Nhất. Ngày 15 tháng 9 năm 2014, Hồng Quân góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận ra quân của U23 Việt Nam tại vòng bảng ASEAN 17. Phút thứ 24, tiền đạo này chuyền bóng lên cánh phải tạo điều kiện để Huy Toàn ghi bàn mở tỷ số bất ngờ cho Olympic Việt Nam. Chỉ 6 phút sau, đích thân Mạc Hồng Quân đã có pha xử lý solo kỹ thuật trước hàng thủ đội bạn và dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 4-1 thay cho huấn luyện viên Miura trước đội tuyển Olympic Iran. Ngày 16 tháng 1 năm 2013, Hồng Quân có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015. Anh lần đầu tiên khoác áo tại giải đội tuyển UAE tại vòng loại vô địch quốc gia châu Á 2015.